quả cho sớm hết rồi đấy. Thăm vườn đàn hương trồng xen với cây sim của anh Bắc ở Hòa Bình. Cây nên rất là đẹp. Trồng được mấy tháng đấy anh Bắc nhỉ? Tháng này là 5 tháng rồi đấy. 5 tháng đấy. Ở đây một than này. Lên đẹp nha. Bộ đàn hương trồng sim. Ấm sim coi. Sim đấy. Bật ngàn luôn. Cao rồi, có cây cao ở trên đấy. Mơn mởn thế này chú bảo đây, anh vừa mới làm cỏ gỡ ở đây, sới đấy. Tất quả cho sới hết rồi đấy. Thăm vườn đàn hương trồng xen với cây sim của anh Bắc ở Hòa Bình. Cây nên rất là đẹp. Trồng được mấy tháng đấy anh Bắc nhỉ? Tháng này là 5 tháng rồi đấy. 5 tháng đấy. 5 tháng rồi, nhìn cây đây này. Chú xem này. Rất là phù hợp. Phù hợp cái đất này cực kỳ luôn. Trên kia kìa chú kìa, ở đây chú nhìn thấy có cây xanh nghe, chú mới thấy nó lớn, còn đây là đang còn nhỏ nhá. Trên kia kìa, hết trên kia cây to lắm, đẹp lắm. Đẹp quá. Đây, cây này có chết đâu chú, xem gần như của chú không có chết nha. Tỷ lệ chết rất ít luôn, 0-5%. Thì cái số một cây trồng gần cây sim này thì không cần phải ký chủ nữa đâu. Nó nên như thế này chứng tỏ rất là hợp đất. Đây chú xuống dưới này cơ, chú xuống dưới này chú xem này, càng xuống chú càng thấy cây của anh nó phát triển tốt không? Đây chú xuống xem này, đi xuống dưới bạn dưới này xem, chú xem này đây cây này, 10 cây như cả 10 luôn. Mấy tháng nữa ta phải cắt tỉa nó đi rồi anh bác ạ. Đúng rồi, cây này thì chú yên tâm, anh cũng đã tính hết rồi. Đấy, thi thoảng nó chết anh mới dậm đây này. Anh mới dậm được khoảng 15-20 hôm đây. Nó chưa được mưa này. Không cần tưới tắm gì vậy? Không có phải tưới tắm gì chú. Tưới thì chú bảo làm sao mà có lượng nước. Đấy, cây chết đấy, thi thoảng có cây chết. Bây giờ chú bẻ luôn đi thôi. Vâng, hôm nay bẻ sợ nó hỏng cây, mai có kéo. Để cắt, để cho nó đẹp đã. Đấy, như cái cành này anh phải cắt đi nhé. Rồi. Là nó cây đấy, chú xem. Phát triển quá tốt luôn, quá đẹp luôn. Thì chú biết là tỷ lệ anh chăm bón quá tốt. Nhưng mà quá như cái này là anh phải đi này. Được rồi, cái này anh sẽ đi cho có người đấy, anh mới làm cỏ đấy chứ nó mới được vậy đấy chú. Tỷ lệ ít mà chú xem cây xanh gì hết đấy. Đây là chưa có được mới được có một trận mưa đấy chú ạ. Chứng tỏ chịu hạn tốt nhỉ. Quá tốt luôn. Không một tí nào nước đôi anh nói này. Đây là trồng đây là toàn bộ là hiện tại là trồng toàn bộ trên đồi không có bất kỳ một tí một tưới một lần nước nào. Không có được một giọt nước nào, chỉ có tự nước tự nhiên này đấy. Mà nhìn cái cây sim đây này chú này, là cái cây mà nó thật ra mà nói để mà nói thực sự là nó là cái cây mà sống khắc nghiệt nhất mà nhìn nó mơn mởn như này chú biết. Đây là có độ mùn nó cao. Đấy. Chú xem à. Nhìn, chú đây, chú đứng đây chú nhìn cây đàn hương của chú không? Vâng. Nó xanh không? Vâng. Đấy, nó lô nhô. Ở đây mà nhìn như thế nó xanh như vậy thì lên đấy. Cái cây này mà anh ấy là anh phải bỏ hết vào đây anh nhé.
thế nào? Đấy, cái cây mà làm cỏ. Anh bỏ hết vào gốc này cho em. Rồi. Hôm nọ là anh em anh cho cắt bớt đi. Vâng. Theo ý là bỏ đấy để nó giữ ẩm. Rồi. Ôi không, mùa này thì không phải lo chú ạ. Mùa này nó mưa kinh lắm ở đây ấy. Tối nay nó mưa thì thôi rồi chú ạ. Anh dự báo thời tiết anh biết hết rồi. Tối nay anh nói tầm khoảng 2 giờ, 1 giờ là nó mưa kinh khủng luôn. Chú thấy không? Cây của anh ở bên này anh bảo nó có chết đâu. Đây này, cây này anh tưởng chết rồi, anh gieo anh rộng vào đây chú này. Mà có chết đâu. Ôi, ông lại nhổ đi cây okay rồi. Đấy, vì nó chết cái đầu ngọn này. Đúng chú ạ. Ngày lắm. Tốt lắm. Bây giờ anh ấy cho em, anh bỏ cái này ra này. Bỏ cái nào? Đây. Uốn cái này lên. Vâng. Nhá. Yeah. Đấy là thành ngọn đúng không? Vâng, sau này thành ngọn. Đấy. Buộc lên. Buộc này, xong buộc cái này ra rồi. Rồi. Vâng, xong sau này nó cái này thành ngọn thì mình sẽ bẻ cái này đi. Anh. Cũng chừng nói qua vậy là anh hiểu, anh biết luôn lập tức. Tức là buộc lên. Vâng, buộc cái này lên. Buộc khoe rồi. Rồi. Khoe vào. Đấy, cây này anh mới dậm đây này. Dậm vào để cho nó. Rổ đi. Rồi được rồi, rồi sau này anh lại rổ anh đánh như chỗ khác. Tức là anh nghĩ nó chết. Chết rồi. Thế như bên kia thì chết hết rồi chú ạ. Đáng thương rồi. Rồi đâu. Bên kia là chết hết rồi. Cây nó mơn mởn như thế này. 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 Này anh không được để vậy đâu. Lấy nữa là anh phải đấy. Cắt tỉa đi để mỗi cành này đúng không? Vâng, cắt tỉa đi để cái này có là nó anh ngay đấy. Rồi. Nó là nó mình mà cứ tiếc một tí là nó cái cành này bắt đi đấy. Rồi, cứ nốt cành này đã chứ. Vâng, ý em muốn mình ấy dần dần thôi. Tức là tỉa đi dần dần đúng không? Vâng, nếu không thì nốt xong dài đấy. Thì nó sẽ thành một thân và nó sẽ ấy. Rồi. Ấy bằng tầm cỡ vào bên trong này một tí nữa này. Rồi. Được rồi, để anh bấm. Vâng, em bấm. Đấy đi. Vứt đi thấy nó phí vì ngăn bản nó chưa có đà. Vâng. Anh chấp nhận rồi. Có... Anh muốn để cho nó có đà đã. Sau này nó một thân là ấy đấy nhá. Đất này em bảo anh trồng rất là phù hợp, nó có đá. Quá phù hợp luôn, chú xem cây xanh mướt hẳn lên. Đã có một cái tí, mỗi tí phân lót bên dưới đây chú. Thế mà chú xem này, này. Xanh mướt luôn. Để tới cho mỗi cây 3 phân gà. Cứ vắt về đây được rồi. Anh đừng làm cỏ, anh đừng vắt đi. Cắt tỉa xong là vắt nó vào đây này. Ui giời, anh chưa cho phát đấy, cho phát có mà đây em mùn nữa mà. Anh cắt tỉa xanh anh vắt ra đi, vắt vào gốc chứ đừng vắt đi. Chú xem nào, cây rất là đẹp luôn. Chú xem, những cây này là cũng phải cắt hết đúng không? Chú xem. Để cành lên đúng không? Vâng. Cái này thì nó tự cơ bản nó cũng đánh thân rồi, thì mình cắt đi để cho nó đỡ ấy thôi. Xung xê thôi. Đỡ nặng, để thân rồi. Đấy, anh cũng nhìn anh biết mà. Đẹp rồi. Không nghĩ ra đấy lại trồng lại đẹp rồi. Ui. Sim xuống từ này luôn. Chuẩn bị đầy quả luôn. Chuẩn bị mua hoa chưa? Đấy, hoa đang chuẩn bị hoa đấy. Hoa sim rất là đẹp, trồng xen cùng với đàn hương. Sau này anh còn bán được đầy sim luôn. Và sim giờ thấy đắt hết đấy. Cây này nhân giống nào bạn cây này cắt hết cho để mỗi cái nhánh này cũng nhờ anh cắt vừa thôi, mỗi lần cắt ví dụ như cái cây này đang cắt khổ đấy.